Dễ chi? Dễ chi cái ai kêu tay mình kêu vô nó mới khó thường. Đúng rồi, dễ chi mà vừa chồng một vừa tiền. Không, mà cho anh là bạn. Cái miếng mà anh em cách xa nhau rồi, bằng vừa tiền, vừa tiền. Vui hệ trừ mà tới 70 tuổi có cây thành vui thì không chắc là chị vợ mà thói quen như lúc đúng rồi không thay đổi được đâu mà sao mà thằng bôn nó cũng kêu dở lắm không bôn hết chứ bữa nó về kêu cái chi đây mà bác cũng chỉnh về tự nhiên thành ra mình đánh nhau nha cái kêu ông thành cái ông bác chỉnh về là phải kêu bằng thành chứ đang là ông thành phải cái là thành na chứ đang là ông thành hồi nhỏ ông bôn á chỉnh bêu đó bên nói gì mỗi lần bên nói chi cho thằng bên tức là mình nói để mà nói không phải là thành na nữa cái bốn cây mẹ phải cây ba bằng thành thấy chưa chứ mẹ đừng có cây ba bằng như thế ý là chị bê bực á bê cái ong đồ rước á kia nọ là thằng bố nó nó á còn buổi sáng cậu vô tôi lấy đánh răng cậu rèo á không chịu đánh chửi cả nè cái mẹ đừng có nói không như đó mẹ phải nói đây nè con đánh răng đi nghe chưa mẹ phải nói như thế chứ không nhỏ cái mày lì như con trao mà con cá con biết mình em mạnh mẽ như mình á mốt cái gì bài này mốt nữa mày đưa cái điện thoại qua xem nào ý là sao quá mờ không mà tưởng bị đi xa được á. Ấy là sao quá sợ mà. Cái giờ chặn dạng đi là hôm trước nghe. Cái giờ thiếu ánh sáng. Cái nhờ con bé sung ngay nhà mình sao đấy mình đi làm cái việc gì cũng là cái số cái kiếp của mình đó chứ không phải là tự nhiên các cái việc đó mình sẽ làm được nhưng mà đổ qua việc khác mình sẽ không làm được thấy một bất xì không việc chi mà làm không được một qua phụ hộ bà lại làm được đúng rồi cái số họ phải làm với công việc nó cho ai muốn sướng biết đâu tự nhiên bỏ qua công việc nó bảo là thấy sướng rồi đó thấy công việc nó sướng mà nó rồi bỏ sẽ rắp được cái công việc nữa họ nghĩ số họ là số phải làm nghề làm như đây các bạn làm nghề đồ đó đó thấy từ nhỏ là đã bắt đầu làm nghề rồi đó làm cái để phủ luôn trong luôn phủ luôn cả nước luôn chứ không chứ còn như cái chỗ con ngọc nó mua cái máy xong lại hủ mà họ nhanh 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 đó đó hủ mà chủ nhanh 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 trả lời theo kiểu bị bắt gặp đường đó hổ mình nhanh trả lời theo kiểu nhanh 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 đó cái máy của
Nhờ cái xuống cái mà em cho nhanh đi. Nào sao nghe đi. Cái nói với em đi chị sao đang bạc. Dạ. Ai giữ em với chị. Hả? Ai giữ em với chị. Cái chị sao gì trừ đó. Chị sao gì trừ đó chị. Cái xuống dễ nhờ hơn đúng không? Nãy giờ quen. Em biết chết đấy. Ví dụ như thay vì trả tiền mà anh mình cho tháng thêm. Thế? Ví dụ như tháng sau tháng này anh cho cái tháng chỉ có tiền gì cho em thêm 500. Có động lực. Hiểu không? Hoặc là cho 200. Thôi em muốn tháng 2 của đồ nhập bơ trong bằng bơ nhà. Ừ, đúng thôi. Tháng sau nữa. Ừ. Thế chồng mà đi qua hai người cười cười dễ thương. Số tài tự nhiên nó làm đi thôi. Ừ. Số tài tao không biết. Cái bạn ba làm nghề đấy mà biết. Hồi đó tao đâu biết tao làm nghề đâu. Người tán khô khai chứ đúng không? Không bị đáng thái đoàn nào. Không làm dữ nó không bị đoàn lắm. Tình trời em có giảm lại lông không? Chưa được một tháng rồi. Mẫn ra lại xong để chào chị kiểm tra cho. Ừ, ra lộn rất hay, ra. Em rất ra, để chào chị rất ra, tao khổ chị đi. Rưỡi triệu biết không làm rồi. Bỏ tiền nó mua thì dễ. Lại nấu cái sữa nở từ đó từ đây về Sài Gòn một tháng sau mới lòn có máy dùng. Cái cảm em tình nhà mình giàu không thấy bụng. Máy thì tìm là máy xe xe nặng chèn ra hết. Chờ chị xí thu. Tháng 20 ngày chị cũng được thu nợ mắng lên lại rồi qua cho chơi chóng rụng hết cái này đi.